Chưa dừng lại ở đó, hai tam giác vuông còn có một trường hợp đặc biệt nữa mà chúng bằng nhau. Đó là trường hợp nào thì các bạn sẽ trả lời cho thầy câu hỏi sau đây. Thầy cho tam giác vuông ABC và A'B'C' lần lượt vuông tại A và A'. Biết cạnh AB và cạnh A'B' cùng bằng 3 cm. Cạnh BC và cạnh B'C' cùng bằng 5 cm thì các bạn sẽ so sánh cho thầy cạnh AC với cạnh A,C phẩy dựa vào hình vẽ này. Từ độ dài của AB ta có thể suy ra mỗi ô vuông này sẽ có cạnh là 1 cm nên AC sẽ bằng A,C phẩy và cùng bằng 4 cm. Nếu chỉ ra được điều này thì ta sẽ xét được hai tam giác ABC và A,B,C phẩy bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Và đặc biệt trong tam giác vuông, thì người ta chứng minh được là một cạnh góc vuông và cạnh huyền của tam giác vuông này bằng cạnh góc vuông và cạnh huyền của tam giác vuông kia, thầy ký hiệu là cạnh huyền của tam giác 1 bằng cạnh huyền tam giác 2 và một cạnh góc vuông của tam giác thứ nhất bằng một cạnh góc vuông của tam giác thứ hai thì cạnh góc vuông còn lại của hai tam giác cũng bằng nhau. Khi có điều này, ta sẽ có trường hợp bằng nhau đặc biệt của hai tam giác vuông, đó là trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông nếu có cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác đó bằng nhau. Như vậy, thay vì chỉ ra cả ba cạnh bằng nhau thì ta chỉ cần cạnh huyền và một cạnh góc vuông thôi. Ví dụ trên hình, AB bằng MN là cặp cạnh góc vuông này, BC bằng NP là cặp cạnh huyền khi đó hai tam giác vuông ABC và MNP sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền, cạnh góc vuông. Đó cũng là trường hợp bằng nhau đặc biệt mà các bạn cần ghi nhớ. Hoặc ta có thể thay đổi cặp cạnh góc vuông thành AC bằng MP thì kết quả vẫn là hai tam giác vuông đó bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông nhé. Vận dụng định lý này các bạn sẽ chỉ ra cho thầy trong hỏi chấm 1, cặp tam giác vuông nào bằng nhau trong bốn tam giác vuông? ABC, DEF, KHG và MNP. Ta sẽ xét lần lượt tam giác vuông thứ nhất là tam giác vuông ABC có ký hiệu hai gạch ở cạnh huyền và ký hiệu một gạch ở cạnh góc vuông AB thì chỉ có tam giác vuông thứ ba KHG là cũng có các ký hiệu tương tự. Thì ta xét hai tam giác vuông này có cạnh huyền bằng nhau. Một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh góc vuông của tam giác vuông kia. Nên hai tam giác vuông đó sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền, cạnh góc vuông chúng ta vừa học. Như vậy ta có cặp tam giác vuông bằng nhau thứ nhất này. Còn cặp tam giác vuông còn lại. Chính xác, tương tự với cặp tam giác vuông còn lại là DEF và MNP thì cũng có cạnh huyền là EF bằng NP. Một cặp cạnh góc vuông chính là DF và MP bằng nhau nên hai tam giác vuông này cũng bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông. Còn nếu ta xét ABC với DEF thì chúng sẽ không bằng nhau do các cạnh BC và EF khác nhau này. DF và AB cũng khác nhau. Như vậy, trong hỏi chấm 1 ta sẽ có hai cặp tam giác vuông bằng nhau là ABC với GHK cùng với DEF và MNP chúng đều bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông. Tương tự như vậy, trong câu hỏi hỏi chấm 2, thầy cho tam giác ABC có AB bằng AC. AH vuông góc với BC tại điểm H. Chứng minh là tam giác AHB bằng tam giác AHC và ý B chứng minh AH là tia phân giác của góc BAC. Thì với ý thứ nhất, các bạn sẽ liệt kê cho thầy các yếu tố bằng nhau về cạnh và về góc mà giả thiết đã cho của tam giác AHB và tam giác AHC nhé. Chính xác, do AH vuông góc với BC tại H nên góc AHB và góc AHC sẽ bằng nhau, cùng bằng 90 độ. Có AH là cạnh chung rồi này và AB bằng AC theo giả thiết. Vậy chúng ta có thể suy ra được hai tam giác AHB và AHC bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh hay không nhỉ? Chính xác, chúng ta không thể suy ra trường hợp cạnh góc cạnh bởi vì trong tam giác AHB, góc H không phải là góc xen giữa hai cạnh BA và AH mà ở đây ta sẽ sử dụng trường hợp bằng nhau của tam giác vuông. Xét hai tam giác AHB và AHC vuông tại H. Có AH là cạnh chung và ab bằng ac trong đó abac chính là cạnh huyền của mỗi tam giác vuông này ah là một cạnh góc vuông của mỗi tam giác nên hai tam giác sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông và ta có chứng minh của câu a còn câu b để chứng minh ah là tia phân giác của góc bac thì ta sẽ phải có góc bah bằng góc cah mà điều này thì hiển nhiên Do câu A ta đã chứng minh được hai tam giác bằng nhau nên hai góc thầy vừa kể tên bằng nhau vì là hai góc tương ứng. Như vậy, AH là tia phân giác của góc BAC. Thầy nâng cao hơn một chút ở câu hỏi hỏi chấm 3, các bạn sẽ quan sát vào hình vẽ này. Trên hình vẽ là tam giác ABC có AB bằng BC, cạnh AC vuông góc với cạnh BD tại điểm H. Yêu cầu chứng minh tam giác ABD và tam giác CBD bằng nhau trong đó điểm d thỏa mãn ba vuông góc với ad và bc vuông góc với cd câu b có yêu cầu chứng minh h là trung điểm của ac vậy bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào câu a quan sát hai tam giác abd và cbd đây là hai tam giác vuông tại a và c rồi chúng ta có thể vận dụng ngay trường hợp bằng nhau đặc biệt vừa học khi hai tam giác vuông này có chung cạnh huyền là cạnh bd có một cặp cạnh góc vuông là ab và bc bằng nhau nên hai tam giác vuông sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông còn câu b để chứng minh h là trung điểm của ac ta cần có ha bằng hc vậy thì thầy sẽ nghĩ tới việc gắn ha và hc vào hai tam giác vuông có khả năng bằng nhau các bạn có thể lựa chọn cặp tam giác abh và cbh hoặc là ahd và CHD, cả hai cặp đó đều có khả năng bằng nhau. Bây giờ thầy sẽ thử chứng minh tam giác AHD bằng tam giác CHD nhé. Hai tam giác đó cũng là hai tam giác vuông tại H bởi vì AC vuông góc với BD tại H mà. Có HD là cạnh chung, HD là cạnh góc vuông của mỗi tam giác. Vậy nếu ta chỉ ra được cạnh huyền là ad bằng cạnh huyền cd thì hai tam giác vuông đó cũng bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông mà việc ad bằng cd thì chỉ ra rất dễ dàng do ad và cd là hai cạnh tương ứng của tam giác abd và tam giác cbd cho nên từ câu a các bạn suy ra ad bằng cd khi đó xét hai tam giác ahd và chd hai tam giác vuông tại h có ad bằng cd và HD là cạnh chung thì hai tam giác vuông đó sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông. Như vậy, AH sẽ bằng HC hai cạnh tương ứng và ta có chứng minh H là trung điểm của AC. Vậy là trong phần số 2, ta tìm hiểu thêm một trường hợp bằng nhau đặc biệt của tam giác vuông, đó là trường hợp cạnh huyền cạnh góc vuông. Trường hợp này cũng đã kết thúc cho bài học ngày hôm nay của chúng ta. Thầy cảm ơn sự theo dõi của các em và hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo trên olm.vn nhé.